Sau phiên tòa này, bị cáo Võ Văn Linh, 31 tuổi, ngụ thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, có lẽ sẽ phải sắp xếp lại cuộc đời phía trước. Vì với bản án trung thân về tội giết người và tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phần đời rất dài phía trước của bị cáo Linh sẽ là gắn bó với nhà tù. Trong khi đó, người tình quen nhau qua tiktok của bị cáo Linh là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 34 tuổi. Ngay hết án cũng là lúc ở tuổi trung niên khi lãnh tới 16 năm tù vì tội giết người. Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều 19 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp bữa lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án dùng súng bắn chết người của nhóm đòi đợi thuê ghi xôn xao dư luận. Ngoài hai bị cáo Linh và Nguyệt, Hội đồng xét xử còn tuyên bản án từ 8 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Hậu, 24 tuổi và bản án 7 năm tù với bị cáo Nguyễn Văn Tới, 21 tuổi vì tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, sau khi quen nhau qua TikTok, bị cáo Võ Văn Linh về Đồng Tháp sống chung như vợ chồng với bị cáo Nguyệt. Hai bị cáo Hậu và Tới là đàn em của bị cáo Nguyệt, cùng hành nghề đòi nợ thuê. Nhóm này mâu thuẫn với một người đàn ông 35 tuổi cùng ngụ tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 28 tháng 3, nhóm này hẹn người đàn ông ở quán nước và cự cãi. Lúc này, bị cáo Võ Văn Linh cầm khẩu súng quân dụng đem theo, bắn hai phát đạn vào đối thủ, khiến người này bị thủng phổi, thủng tim, tử vong. Ngoài mức án tù toán nhân dân tỉnh Đồng Tháp còn tuyên buộc các bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân đến đủ 18 tuổi và bồi thường tiền mai táng, tiền tổn thất tinh thần hơn 166 triệu đồng.